Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong khả năng tháng 8 xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền của nước ta. Theo đó, về du thế nhiệt độ, nền nhiệt trung bình tháng 8 năm 2023 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong tháng 8 năm 2023, khu vực Bắc Bộ nắng nóng tiếp tục xuất hiện đan xen với các đợt mưa. Khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nửa đầu tháng 8, có thể xảy ra những ngày có nắng nóng gay gắt. Nửa cuối tháng 8 nắng nóng có xu hướng giảm hơn so với thời kỳ nửa đầu tháng do tác động của nắng nóng tập trung nhiều ở khu vực bắc bộ và trung bộ đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng đặc biệt ở khu vực miền trung Trước đó trong tháng 7, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, đặc biệt tại khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ đã xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài từ ngày mùng 1 đến ngày 17 tháng 7. Nắng nóng chỉ tạm thời suy giảm về diện và cường độ trong 1 đến 2 ngày sau đó lại tăng trở lại và duy trì trong hầu hết thời gian kể trên. Trong các đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày phổ biến đạt 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Một số nơi đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt quá giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Về xu thế lượng mưa trong tháng 8 năm 2023, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 đến 25%, riêng Lai Châu, Điện Biên ở mức xấp xỉ, khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 15 đến 30% khu vực tây nguyên và nam bộ phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ gió mùa tây nam ở phía nam nhiều khả năng gây ra nhiều ngày có mưa rào và rông ở khu vực tây nguyên và nam bộ cục bộ có ngày xuất hiện mưa rông mạnh kèm theo mưa lớn Mưa tập trung vào nhiều thời điểm chiều tối. Hiện tượng mưa rông lốc, xét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc. Về hiện tượng thời tiết nguy hiểm, cơ quan khí tượng cảnh báo trong tháng 8 năm 2023, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong thời kỳ này giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển phía nam do vậy các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân cần chú ý đề phòng nguy hiểm đến tính mạng của con người và của cải